Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Những thông tin về đám giận chủ ở Việt Nam thì mấy anh RFA, VOA, BBC đánh hơi nhanh lắm. Mấy hôm nay RFA bắt đầu lèo lái dư luận, chĩa mũi nhọn vào chính quyền bằng cách loan báo thông tin Lê Văn Dũng, tức Lê Dũng Vô Va, chuẩn bị hầu tòa. RFA viết rằng, nhà báo độc lập được nhiều người biết đến với các hoạt động giúp đỡ người khiếu kiện đất đai sắp bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Ông Lê Văn Dũng, 52 tuổi, hay còn được biết tới bởi biệt danh Lê Dũng Vô Va, bị bắt hồi cuối tháng 6 năm 2021 dưới cáo buộc phát tán tài liệu chống nhà nước. Rồi, bằng thủ thuật nhét chữ vào miệng người khác, RFA dẫn dắt rằng Lê Văn Dũng là người hùng cứu dân oan, rằng Dũng vô tội và việc cáo buộc anh ta phát tán tài liệu chống nhà nước là khiên cưỡng. Điều làm người đọc cảm thấy buồn cười là RFA vẫn gọi Lê Văn Dũng là nhà báo độc lập, cho dù anh ta chưa bao giờ học bất cứ thứ gì liên quan đến báo chí. Lê Văn Dũng cũng chưa bao giờ là nhà báo và cũng chưa hề cộng tác với bất cứ tờ báo nào, kể cả báo mạng, báo điện tử. Thứ duy nhất là anh ta lập ra một kênh YouTube và phát tán các thông tin sai sự thật để lừa đảo người dân khiếu kiện. Đồng thời, kênh này cũng là phương tiện để anh ta trực tiếp làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước. Lê Văn Dũng bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội truy nã đặc biệt với tội danh được quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự từ ngày 1 tháng 6 năm 2021. Sau gần một tháng lẩn trốn, sáng 30 tháng 6 năm 2021, Lê Văn Dũng bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Lê Văn Dũng bắt đầu nhúng tay vào tội lỗi từ khi tham gia vào các hoạt động tụ tập, biểu tình gây rối an ninh trật tự từ năm 2011 dưới danh nghĩa bảo vệ biển đảo, chủ quyền biên giới, bảo vệ môi trường, tưởng niệm các anh hùng dân tộc. Các chứng cứ thu được đều chứng minh Lê Văn Dũng tham gia nhiều hội nhóm chống nhà nước như NOU, phong trào chấn hưng nước Việt. Và không chỉ dừng ở đó, từ năm 2017, Lê Văn Dũng trực tiếp điều hành kênh 4 của nhóm phong trào chấn hưng nước Việt, sau đổi tên thành Thông tấn xã Vỉa Hè, Chấn hưng TV, CHTV Việt Nam. Để tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức từ nước ngoài và lừa bịp người dân, Lê Văn Dũng và các đối tượng tự xưng là phóng viên, tự làm giả thẻ phóng viên, sử dụng nhà riêng để lập trường quay, móc nối, lôi kéo người dân khiếu kiện kéo dài ở nhiều địa phương để thực hiện live stream trên mạng xã hội với những thông tin một chiều, sai lệch về bản chất. Đầu năm 2018, Lê Văn Dũng bắt đầu hoạt động trở lại, nổi lên với vai trò là người đứng đầu nhóm phong trào chấn hưng nước Việt, đã tạo lập nhiều tài khoản như Lê Văn Dũng, Lê Dũng Vô Va, Chấn hưng TV Việt Nam, lôi kéo 6 đối tượng ở các địa phương công khai thành lập một kênh Tiếng Dân TV, một kênh Eva TV, 5 kênh Chấn hưng TV trên YouTube, Facebook. Biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật và để đối phó với cơ quan an ninh, khi thực hiện các video clip, Lê Văn Dũng và các đối tượng không dùng biểu tượng logo phong trào chấn hưng nước Việt như mọi khi mà chuyển thành CHTV. Đến nay, Dũng đã thực hiện hàng ngàn video clip xuyên tạc các vấn đề nhạy cảm của xã hội đăng trên các Facebook như Lê Dũng Vô Va, Chấn hưng TV Việt Nam, Việt Nguyễn. Các bạn cần nhớ rằng, trước khi bị bắt, các cơ quan chức năng đã nhiều lần gặp gỡ để thuyết phục, răn đe Lê Văn Dũng từ bỏ con đường tội lỗi. Nhưng chứng nào tật nấy, Dũng tiếp tục hoạt động chống phá nhà nước. Với một kẻ vi phạm pháp luật như Lê Văn Dũng, thì dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Đây không phải là lần đầu RFA thông tin sai lệch về các vụ việc ở Việt Nam cổ suý cho những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Đó là chuỗi hành động có chủ đích, có hệ thống, được tiến hành thường xuyên liên tục dưới mọi chiêu bài. Gần như mọi đối tượng vi phạm pháp luật từ trộm cắp, cướp giật, hiếp dâm cho đến tham nhũng, mà nếu có những bài viết chống phá nhà nước thì đều được RFA viết bài bảo kê. Vậy nên, hãy cẩn trọng với những thông tin do RFA đăng tải.